Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thế nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đông thì cũng sẽ đông lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, và này, cái đà đang ở trong mắt ngươi. Đồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, có một câu chuyện kể về 10 anh chàng gù. Và sau lưng 10 anh chàng gù này lại mang mỗi người một cái ba lô. Và trong cái ba lô đó biểu hiện là những tật xấu, những khuyết điểm, những giới hạn của mỗi người. Nhưng 10 anh chàng gù này lại sắp thành một hàng để bắt đầu đi lên một chuyến xe lửa. Thế nhưng vừa sắp hàng xong thành một hàng thật thẳng thì anh chàng thứ hai đã cất lên một tiếng để quát anh chàng thứ nhất: Mày đi sang chỗ khác, bởi vì phía sau lưng của mày quải một thứ gì nó hôi nó thối mà tao không thể chịu nổi. Thế là câu quát đó vừa xong thì anh chàng thứ ba lại dùng câu đó để quát anh chàng thứ hai, và tiếp tục người thứ tư quát người thứ ba, người thứ năm quát người thứ tư, và người cuối cùng, người thứ mười, quát người thứ chín cũng bằng một câu nói như vậy. Và cuối cùng là tất cả 10 anh không anh nào có thể đứng chung với nhau được, bởi vì mỗi anh đều có những tật xấu trong người của mình mà không nhận ra, chỉ nhận thấy những tật xấu của những người khác. Thưa anh chị em, trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, dường như Chúa Giêsu cũng cảnh báo cho chúng ta một điều cũng giống như vậy trong cuộc sống của mình. Chúng ta đừng xét đoán, đừng kết án người khác. Chúa không chỉ cho chúng ta và cảnh báo chúng ta, mà Ngài còn cho chúng ta thấy những lý do hạn hẹp của con người và hậu quả khi chúng ta xét đoán người khác thì sẽ như thế nào. Cái lý do mà Chúa đã đưa ra cho chúng ta thấy, bởi vì cái nhìn của chúng ta rất là hạn hẹp. Đôi khi chúng ta nhìn anh em của mình bột một lăng kính xem ra là không thật. Đôi khi chúng ta nhìn anh em của mình bằng một ánh mắt hẹp hòi, ích kỷ, so đo. Người ta kể về một câu chuyện, đó là một cô giáo muốn dạy cho các em của mình một bài học về chính việc đừng xét đoán người khác. Cho nên cô dùng một tờ giấy trắng và cô đưa lên hỏi các em có thấy gì không? Thế là cả lớp đồng thanh thưa, thưa cô đó là một tờ giấy trắng. Và sau khi các em nói đó là tờ giấy trắng, cô đã đặt tờ giấy trắng xuống và chấm một chấm mực lên tờ giấy trắng. Rồi lúc này cô lại đưa lên và tiếp tục hỏi: Các em có thấy gì không? Lúc này thì cả lớp không nói là thấy tờ giấy trắng nữa, mà các em nói rằng thấy một dấu chấm mực đen. Té ra một tờ giấy trắng trong trắng rất là lớn, và giờ đây người ta không thấy nó nữa, mà chỉ thấy những vết đen, nghĩa là những khuyết điểm, những tật xấu trong con người của người khác. Và từ những khuyết điểm, những vết đen đó, người ta moi, người ta móc để càng ngày cho nó càng lở lét
và bự ra thêm. Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta rằng khi chúng ta xét đoán người khác thì sẽ bị xét đoán, mà ai sẽ xét đoán đây? Thưa, chính là Thiên Chúa sẽ xét đoán mọi người chúng ta. Cho nên tôi xét đoán thế nào thì Thiên Chúa sẽ xét đoán chúng ta giống như vậy. Và ở đây Chúa không chỉ mời gọi mỗi người chúng ta hãy dừng lại ở việc chúng ta xét đoán người khác, mà đồng thời Ngài còn mời gọi chúng ta hãy thể hiện điều tích cực trong đời sống của mình. Một mặt tôi không xét đoán người khác, và bên cạnh đó tôi hãy trao cho người khác bằng những điều tốt đẹp trong đời sống của mình. Bởi vì khi mọi người chúng ta đông cho người ta đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đông cho chúng ta bằng những đấu ấy. Cho nên thay vì tôi xét đoán người khác thì tôi hãy nói với người khác bằng những lời yêu thương, những lời khích lệ, những lời an ủi, những lời động viên trong cuộc sống, để nhờ đó mà giúp cho mọi người mỗi ngày được trở nên thân thiện, gần gũi, gắn bó với nhau hơn. Chúng ta biết rằng người xưa thì dạy cho cuộc sống con người, tôi đừng bao giờ làm cho người khác những điều mà tôi không muốn người khác làm cho mình. Nghĩa là tôi không muốn người khác lên án mình thì mình đừng lên án người khác. Chúng ta không muốn người khác chỉ trích mình, tôi không chỉ trích người khác. Chúng ta không muốn người khác xâm phạm vào quyền lợi của mình, tôi không xâm phạm vào quyền lợi của người khác. Như vậy cuối cùng chỉ là mỗi người sẽ trở thành một cái ốc đảo, tôi chỉ sống cho bản thân của tôi mà thôi. Cho nên khi Đức Giêsu đến thì Ngài mời gọi chúng ta, các con hãy làm cho người khác những điều mà các con muốn người khác làm cho mình. Nghĩa là ai trong chúng ta cũng muốn được người khác khen, ai trong chúng ta cũng muốn được người khác yêu thương, ai trong chúng ta cũng muốn được người khác phục vụ. Thì Chúa mời gọi chúng ta hãy làm những điều đó trong đời sống của mình, để khi tôi làm cho người khác thì chính Chúa sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta. Cho nên tin mừng hôm nay, một mặt mời gọi chúng ta hãy loại trừ những điều tiêu cực trong đời sống của mình, và hãy nỗ lực sống tích cực bằng tình yêu thương, để qua tình yêu ấy mà mỗi ngày chúng ta sẽ càng nhiều ngày chúng ta nhận ra tất cả mọi người chúng ta đều là anh chị em của nhau.